Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên Quý Thành. Nghe nói là bọn zombie đã xâm nhập thành phố của tụi mình. Bây giờ tụi mình phải giúp những nhà nghiên cứu bọn zombie đấy để tìm cách tiêu diệt bọn chúng. Các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Còn bây giờ bọn mình sẽ phải đi thu thập tài liệu đây. Đúng rồi, và xây một cái khu nhà bảo vệ bản chính bản thân mình, đừng cho bọn zombie vào. Bằng 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 bằng, cực kỳ kiên cố luôn. Rồi, và đây chính là căn nhà của mình. Hiện tại căn nhà của mình đang vá lại để bọn zombie nó không thể tấn công nhà của mình được. Hợp lý. Ôi em có tầng hầm rồi, Bê Quý Thành ơi. Wow, nhà của em ở đằng nào đấy sao? Anh không thấy nhà ốc nhà, chắc nhà của ốc ở tít đằng xa xa kia rồi. Mỗi người sẽ có một ngôi nhà và các bạn đi ngoài đường này, bọn zombie đang đứng yên. Bọn zombie ngáo à? Đứng yên bởi vì là trời chưa tối. Không phải đâu, mình đến gần nó sẽ tấn công mình. Nhưng không sao, Bê Quý Thành có súng trong tay, bắn ngay nhà nó rụng đời luôn. Zombie khổng lồ à? Zombie khổng lồ đối với Bê Quý Thành các bạn ạ. Tuổi gì sánh vai ok fine. Trời ơi, mình phải nghiên cứu đây các bạn ơi. Mình đang nghiên cứu lắp những bộ gen với nhau. Bây giờ anh cũng sẽ có một tầng hầm ở dưới. Bây giờ mình cũng phải xuống tạo nhà nghiên cứu các kiểu con đà điểu các bạn ạ. Nghiên cứu ngay. Đây, chúng ta sẽ có một cái bàn làm việc nè. Có thêm chỗ nghiên cứu nè. Nhà nghiên cứu. Ui sời, đây là Bun đúng không? Bun anh thuê về làm người nghiên cứu cho anh. Bây giờ đây là Bèo luôn này. Bây giờ thêm nhà nghiên cứu nữa này. Đây rồi. Ok, vậy là mình đã có 3 nhà nghiên cứu, một nhà nghiên cứu trông. Nghiên cứu. Em đang đây là bạn cameraman của tụi mình trông. Đây bây giờ vào đây làm nghiên cứu cho mình luôn các bạn ạ. Đấy. Là nghiên cứu dữ chưa? Ủa, nghiên cứu này là để chế tạo ra cái gì ốc? Thiết bị em à? Em không biết, chắc là chế tạo ra vaccine phòng chống zombie. Ok, chúng ta sẽ được một lần quay và mình xem mình sẽ quay ra cái gì các bạn ơi. Một phát quay được tiền, 60 tiền. Em chưa có một đồng nào luôn. Ở đây là cửa hàng của chúng ta này, chúng ta có thể tự động bán lấy tiền à? Ok, nói chung là mấy cái này. Đây xem nào. Tăng lương cho nhân viên. Ok, 39 Robux tăng lương cho nhân viên giúp mình. Sao anh có tiền? Em không có tiền mà. Có mà, em phải xuống đây xây này. 500 tiền trong 139 giây là sao? Mình không có nổi một xu các bạn ạ, không một xu dính túi. Anh đang có 200.000 nè, nhận quà đi, quay đi, có vòng quay các thứ đấy. Bây giờ cổng laser. Đấy, để ngăn chặn bọn zombie. Chỉ có mỗi một vòng quay thôi. Nâng cấp khả năng vận chuyển. Ôi giời, được có 40 tiền. 40 tiền thì giải quyết vấn đề gì? Thêm một nhà nghiên cứu Wheeler, thêm một nhà nghiên cứu bơ TV, đấy, bơ gaming. 55 tiền. Thêm một nhà nghiên cứu. Ôi giời, nhiều nhà nghiên cứu này, kho vũ khí 15. Anh có thêm một hẳn một kho vũ khí luôn rồi các bạn ạ. À. Oh my god. Được đấy. Em đã không có tiền rồi mà lại còn cứ bắt ra đây spam. Áo giáp. Đây rồi. Anh đã có chiếc áo giáp đầu tiên. Áo giáp gỗ. Nhìn này, mình lái xe vào rừng các bạn ơi, nhưng mà không phải là xe ô tô mà là xe đạp. Ủa gì vậy? Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài. Đây là đạp xe chị ở lặng trong rừng. Lặng thinh zombie ngóng trông đã lâu. Zombie bỏ qua đây như con hầm ạ. Zombie đuổi đuổi. Đây rồi, bây giờ mình vào xem cửa hàng có gì nữa không các bạn ơi. Ngoài ở đây chúng ta có súng nè. Có nhiều thứ lắm ốc ạ. Súng này 100. Ok. Súng hẳn, mua hẳn minigun 150 đô bốc luôn. Và bắn zombie các bạn đây ạ. Nữa, dẫn mình đi đâu đây các bạn ơi, mình đi okay. Theo chỉ dẫn. Ok. Trời ơi, trong tay súng máy. Ok đấy các bạn ơi, bây giờ đi ra chiến đấu bọn zombie nè. Để kiếm thêm tí tiền các bạn ạ. Bọn zombie không thể xâm nhập được vào đâu. Nhà mình có laser các bạn ạ. 3 zombie. Tối rồi các bạn ơi, bây giờ vác súng ra xem zombie đâu. Zombie đây, zombie 3 đứa đuổi này. Ui xời, sấy cái đi đời luôn, bọn zombie này dám đi đây. Dụng súng luôn. Ơ, em sang nhà anh đi, anh bảo kê em. Zombie mặt xanh à, tuổi gì. Zombie mặt chả đầu. Chả biết nhà anh ở đâu. Nhà anh có cái mặt của anh ấy. Đâu. Đấy, nhà anh gọi là cực kỳ nổi tiếng ở đây luôn. Chả ai biết, nổi tiếng thì em đã biết rồi. Đây. Dụng súng luôn. Ở đây chúng ta có thể ấy được xe này. Ở đây có nhiều loại xe lắm các bạn ơi. Có xe đạp. Có xe mua bằng Robux. Có xe mua bằng tiền. Kìa.
Ôi rồi các bạn ơi, mình bị zombie hành rồi. Ô, xe tăng mua có thời gian các bạn ạ. À. Cay thế nhỉ. Ôi rồi, cái xe này đi kiểu gì? Nó cứ đi thẳng thôi các bạn ạ, không rẽ được các bạn ơi. Ê, mình đang có bao nhiêu tiền đây? Ôi, cứ mua thêm tiền nữa các bạn ạ. Bây giờ phải vào nâng cấp ngôi nhà của mình, đấy. Xóa cái này đi, hỏng hết bánh kẹo à. Đây rồi, tháp pháo. Ui xời, tháp pháo đứng ở đây bắn ra này các bạn này. Pang 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 pang. Zombie đến đây là ngồi đây bắn luôn. Cái này là cái gì? Sofa. Thêm một chiếc tivi nữa. Ôi trời ơi, zombie chạy vào nhà luôn mà. Ok luôn, nhà đẹp luôn. Đấy nên mới bảo anh bảo em là phải xây dựng kiên cố vào, không bọn zombie tấn công nhà của mình. Nhưng đấy, em không có tiền. Đây. Em không có tiền để xây dựng kiên cố. Quay xong rồi đi làm đi, kiếm tiền, tiêu diệt zombie các kiểu. Làm đây, đi làm đây, làm mới được 90 tiền, cái quay mệt nghỉ được có 90 tiền đấy. Đây anh phải làm thêm rào chắn xung quanh nhà đấy ông ơi. Đấy. Trời ơi. Nhà cực kỳ kiên cố, không có em qua nhà anh tìm nhà anh đi, anh sẽ bảo kê em. Đúng, hợp lý. Không biết tìm nhà anh ở đâu hết. Đây, đi qua bên này đi hết khắp đường đi, kiểu gì chả thấy nhà nhau. Đây, thấy nhưng em. Mà nó chỉ hiện cái mặt của anh trong map của anh kìa, thôi. Anh thấy em cái kìa, nhà em đang xa xa kìa, đi đến cuối đường là thấy anh. Mày à? Zombie khổng lồ à? Tuổi gì sánh vai? Ôi ơi, nhà ốc zombie vào tận nhà đuổi cả người ở trong nhà. Nó sắp chết to em rồi. Đây rồi các bạn ơi, cái gì ấy? Đấy, chết to rồi. Hộp thư tự động. Mình cái này để làm bạn. Gì các bạn? Mình mua luôn, mình không biết để làm gì nhưng mà mình mua luôn. Ôi trời ơi. Ok các bạn. Rồi. Trời ơi, tha cho ta đi, con zombie điên này. Ok các bạn ơi, sẽ có thử cho mình à. Bây giờ mình sẽ thêm một cái hàng rào thép gai ở đây để bảo vệ nhà của mình. Đấy, nhà của mình bây giờ kiên cố lắm. Các bạn ơi, giờ còn không ra được luôn vì con zombie khổng lồ đứng trước cửa luôn rồi. Ông bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình các bạn ạ. À. Bây giờ anh đã xây một căn hầm cực kỳ gọi là vĩ đại ở dưới nhà của anh để nghiên cứu ra rất nhiều thứ. Những cái bộ dụng cụ thiết bị để có thể tiêu diệt được bọn zombie. Đây rồi. Thêm một nhà nghiên cứu nữa. Đấy. Mình sẽ cho mua đầy súng nhà các nghiên bạn. Cứu luôn. Thỏa sức sáng tạo đi. Mình sẽ mua khẩu súng 125 Robux này để tiêu diệt zombie. Đây, giáp hạng nặng luôn rồi. Ui giời. Ai xảy giáp, bây giờ là giáp bằng sắt rồi các bạn ạ. Ờ, cầm súng ở đâu ấy? Hả? Mua súng rồi, cầm súng ở đâu? Mua súng, em phải vào cái khu mua súng. Ví dụ mua súng ở đây thì em ra thùng em lấy thôi. Em thế em chưa có thùng mua súng rồi. Đúng rồi, em chưa mở súng. Ui giời, anh mở một phát hết súng luôn. Súng AUG các kiểu qua đà điểu luôn. S cái S luôn này. Ôi rồi mua mất 125 Robux rồi mà chả có chỗ để lấy súng. Anh quá nhiều súng luôn đây, S cái S. Nice. Quá được các bạn ạ. Bằng, bằng, bằng. Có con zombie khổng lồ đứng ngay đấy rồi. Anh sẽ đạp xe sang luôn. Nhà em cứu em. Đợi anh một tí. Chết luôn. Đợi anh một tí. Ê, ông ơi. Con zombie đứng nó náu ở đây này các bạn này. Rồi rồi. Ôi mình chán trò chơi này quá rồi, mình không chơi nữa đâu. Ờ, để im anh sáng. Quá mệt mỏi với tinh thần. Cứu em ông ơi. Không, sẽ... không kịp đâu, em đã bị mắc kẹt ở đây rồi. Tầng dưới thì có một con zombie xanh, tầng trên thì có một con zombie siêu to khổng lồ đứng trước cửa. Ok, đạp xe nơi sân trường, thấy em xinh đẹp. Anh không biết mua cái đồ khác nhanh hơn à? Cứ đạp xe, anh có tiền mà anh phải mua ô tô đi chứ. Không thích mua ô tô, thích đi xe đạp cơ. Đi xe đạp nó mới oách. Được rồi, gặp bọn zombie ở đâu anh bắn. À, con zombie tông như nó phát. Ai ạ? À? Không được các bạn ơi. Làm rồi. Ai ra nó dám ấy anh. Ôi zombie khổng lồ. Không sao đâu ông ơi. Đạp xe. Vừa đạp xe vừa bắn súng luôn. Anh sẽ đến cứu em ốc ấy. Đâu rồi? Anh thấy nhà của ốc rồi. Anh sẽ đi tàn sát bọn zombie ở trên đường luôn các bạn ạ. Chết đâu. Đi xe đạp vác súng máy đi bắn thì ai mà đỡ lại được. Zombie ở cái thành phố này anh sẽ xử hết. Ông ơi, anh sắp tới nhà em rồi, anh sắp bảo kê em rồi. 10 trên 10, cái cast này là sao? Cái quận này là sao? 10 trên 10 thì không thua nữa à? Rồi, thấy nhà ốc rồi. Phải sang cứu người đẹp ốc thôi, người đẹp ốc bị zombie đấm cho ngu si các bạn ạ. Ây à, thấy xe đạp ốc rồi. Đây này, có một con to lắm, nó đứng ở đầu, ở ngay nhà cửa ra vào này, thấy chưa? Dụng luôn. Đi ra đi ốc ơi. Anh đây. Bảo kê em. Lên xe đạp, đi sang nhà anh. Lên xe đạp á? Xe đạp hay không chở được à? Ê, xe đạp đấy.
Em thử đi à? Thử ngồi đây. Ờ, xe đạp có các ba ga đâu mà ngồi. Quay xe. Đi nào, thấy anh quát không? Đi xe đạp nhưng mà vác súng 6 nòng đi, bắn thì bọn zombie nào đỡ được. Đây. Ai xa. À, đi theo anh bảo kê có cái gì đâu mà phải xoan, đúng không? Nhà bên Thành ở xa thế. Ê, sợ gì, đi qua đạp xe qua đỉnh đồi luôn. Đây, đi qua bên này đi. Anh sẽ gọi là săn bọn zombie để kiếm tiền. Về nâng cấp nhà cho anh sẽ trở thành ngôi nhà VIP nhất ở đây. Bọn zombie á, nhìn vào á, gọi là hốt hoảng, hốt không dám vào luôn. Ui, sợ quá. Vào đây. Ok. Ê, xăm quan nhà anh này nói, rất nhiều nhân viên nghiên cứu. Đúng rồi. Này, anh không thu những cái này đi. Thu những cái biên bản nghiên cứu đi này. Thu này chúng ta sẽ được thêm tiền đúng không? Chắc thế. Đúng rồi các bạn ạ. À, em cũng lấy được súng của anh nè. À không, những cái biên bản đó chính là cái xanh xanh bên này các bạn này. Đấy, có súng đấy, lấy đi, anh sẽ gọi là nâng cấp cho em. Em có tiền đâu. Anh sẽ nghiên cứu, ở đây là nghiên cứu đúng không? Ừ. Anh cũng nghiên cứu à? Thì cái này nghiên cứu kiểu gì không? Gõ vào đấy đến màu xanh, bấm vào màu xanh. Đâu, màu đấy, gì? Đấy, màu xanh. Đấy, màu đỏ. À, màu đỏ. À, cái hiển thị trên màu này. Màu vàng. Đấy, okay. Đấy là nghiên cứu đây. Ôi giời, cái tưởng nào nghiên cứu này có còn gì đâu mà biết khó. Nghiên cứu. Thế mà bên Thành vẫn có tiền được, hay thật. Mình biết nghiên cứu mà mình chẳng có tiền. Ảo thật đấy. Đây, màu vàng. Nghiên cứu luôn. Ơ. Ừ. Màu. À, thế không phải màu vàng mà màu cam các bạn ạ. Mình phải đợi màu cam ra, mình nghiên cứu cái. Màu vàng, nghiên cứu, màu xanh, nghiên cứu. Có tiền kìa, anh có tiền gì kìa đúng không? Quá nhiều tiền luôn ốc ạ. Đây rồi, em lấy áo giáp của anh mà mặc vào. Áo giáp gì? Đây, áo giáp ở bên trong ấy, nó sẽ xịn hơn. Mọi người gọi là đang nghiên cứu rất là chăm chỉ luôn. 50 trên 60 à, tài liệu áo giáp rồi. Gỗ. Đấy, sẽ tăng tốc độ của mọi người lên 39 robot. Để mọi người làm việc cực kỳ nhanh luôn, năng suất cực cao. Mở được cả tầng 2 luôn rồi. Úi dồi, nhìn là nhìn nhân viên làm việc này. Hacker rồi các bạn ạ. Ôi, nhìn quá ông ơi. Lại full rồi này, lại full rồi này. Full cái này để chúng ta sẽ làm gì đây? Thêm một cái tầng nữa bên trên. À, thêm được cái này các bạn ạ. Cái gác hả? Gọi là cái gác hả? Một cái gác xếp các bạn ơi. Đấy, mình cũng thấy mình đang nâng cấp rồi, nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Nhưng mà vẫn chưa hiểu tài liệu này full rồi thì mình sẽ sử dụng để làm gì. 80, à đấy, 80 mình sẽ phải thu thập thêm này. Đây, chả mấy chốc mà đủ đâu các bạn. 80 trên 80 luôn. Quá nhiều luôn các bạn ạ. Thêm tiếp đi, nâng cấp hết luôn, xem nó ra cái gì các bạn. Uầy, súng gì đây? Đấy, súng ngắm các kiểu luôn ốc. Wow. Bây giờ thấy uy tín chưa? Ừ, súng AK đâu? AK có, AK chưa có, nhưng có súng M4A1 này, mạnh. Em lấy rồi. Em có lấy được súng này không? Súng nào? Súng 6 nòng ấy à. Đấy, lấy đi, súng đấy mới mạnh. Đấy, đúng rồi, súng này mạnh lắm. Em chỉ cần vác khẩu súng ấy ra, bọn zombie khiếp hãi. Đúng. Chạy mất dép. Đấy, đúng rồi. Ai chứ không cầm súng trong ngáo thật các bạn ạ. Em đi tìm zombie bắn đây. Ok, anh nâng cấp hết cái này luôn này. Tốc độ nhân viên làm việc bây giờ là quá nhanh. À, trời sáng rồi, trời sáng rồi thì không có zombie đâu. À đây, vẫn có. Vẫn có mà. Nâng cấp hết luôn các bạn ạ. Lấy, ồ. 95 các bạn ạ. 90 trên 90. Bây giờ xem nào, cái này là được cái gì đây. Chúng ta sẽ nhận được 1k tiền. Nhưng mà tiền của anh đã quá nhiều nữa ông này. Anh nâng cấp full rồi các bạn ạ. Không có gì để nâng cấp ở đây nữa luôn này. Hả? Tiêu diệt zombie. Anh có những cái thùng nó mang chế độ gọi là thu thập tự động luôn. Tiêu diệt zombie. Bên kia có ông tiến sĩ, anh đến gặp ông tiến sĩ chưa? Ờ, chưa gặp tiến sĩ, bây giờ chắc phải ra gặp tiến sĩ để xem cái thùng này. Hay là anh mang cái này. Ồ, mở thêm một tầng nữa dưới rồi. Này, đi gặp tiến sĩ đi. Ờ, đây là anh đang nghiên cứu zombie ốc ạ. Đấy, con này độ trí thông minh của bọn zombie là như nào. Chứ bình thường zombie là ngu si lắm các bạn. Không biết gì đâu, nó thấy người nó đuổi nó đập thôi mà. À, anh có thể lấy cái cuộn cuộn kìa. Ở dưới cái chỗ cửa hàng kìa, anh bán cho tiến sĩ được tiền. À, thế à? Ừ, em vừa bán xong, em có 10 cái mà em cũng bán nữa. Ồ, ở đây, nhận được tiền đây này. Đấy, anh vừa nhận được rất nhiều tiền rồi. Không, ý là anh phải bán cái 90 trên 90 kìa. Ok, ok, bây giờ là có cái hòm thư ở trước cửa này, chẳng nhẽ anh mang cái này ra bỏ vào đây. Hả, bưu phẩm à? Không được, bây giờ ra mang ra tiến sĩ đúng không?
đạp xe ra. Ơ nhưng mà hết rồi, anh hết rồi. 0 trên 90 là sao? Vừa nãy vừa nhiều lắm mà. À, đấy. Trong thùng này là cái gì đây? Thử mang ra tiến sĩ này. Chắc anh bán trực tiếp ở trên này được luôn đấy ông này. Nhận tiền mặt, nhận. Đấy. Ừ, cũng đúng. Ơ nhưng mà vào đây em không còn gì nữa. 25 trên 25 này, tiêu diệt 100 zombie, nhận được thêm đấy này. 100 zombie á? Mình đi tiêu diệt zombie. Cái thùng này vẫn chưa hiểu để làm gì các bạn ạ. Ông ơi, cái thùng này để làm gì không? Không biết. Đấy, chạy ra chỗ ông kia xem nhá. Ừ. Bán đồ. Ê, đây để bán cái thùng cho ông này. Ông đấy đang thu đồ này, thu cái thùng này. Ờ, đúng rồi. Bán đi. Đấy, bảo mà bán này cho ông này mà. Ủa gì vậy? Ôi dồi ôi, bán này là gì đây? Đấy. Bán đấy. Bán để sao ra cái này? À, ai mà biết được. À, chả hiểu cái gì các bạn ạ. Mình đúng ra mình bán là mình phải có tiền chứ. Hay là mình phải thả ra? Ừ. Chả để làm gì. Ờ. Thôi đi về. Ờ. Rõ ràng bán này. Lừa rồi. À bán đây này ông ơi. Phải bấm vào đây mới bán này. Đấy, được tiền rồi. Vừa nhận được tiền đấy. Bán được cái hộp đấy rồi. Ờ. Ây xa. Hay là bán cái hộp cho ông đấy để nhận tiền các bạn ạ. Đấy là mẫu nghiên cứu của mình đúng không? Đúng rồi, để ông tiến sĩ này ông thu thập đi, để nghiên cứu bọn zombie ở trong thành phố này để tiêu diệt nó. Nhà anh ở gần tiến sĩ thật, nhà em ở phía bên kia xa tiến sĩ lắm, phải đi ra một gọi là đi một quãng đồng mới đến. Quãng đường, quãng đồng. Anh không biết câu là đi ăn một bát cháo đi ba quãng đồng. Quãng đồng cái đầu em ấy, đây là anh không biết câu đấy à? Bọn zombie đây là nó không dám đến nhà anh đâu, nhà anh cực kỳ kiên cố luôn. Thôi anh cứ tiếp tục nghiên cứu đi, em xem tivi là được. Hả? Ô sao xem tivi kiểu gì đã đây? Xem tivi chả thấy cái gì đây. Nhà anh này có hàng rào gai, bây giờ bọn zombie đi vào đây một phát gai đâm thủng người. Không thể tươi cười mặt khóc hu hu. Em mua xe nào? Xe nào mà chở em đi thì càng tốt, có cái xe đạp đi. Ờ xe này chở được gói hàng này, xe này chở được nhiều gói hàng hơn. Không có tiền mua à? Không, không có tiền mua đâu, anh chỉ mua mấy cái xe tải hay là xe ấy thôi. Ai bảo anh không có tiền mua, ông khinh thường anh quá luôn. À, để em ra xem nào. Ấy. Ôi trời, bây giờ các mình bạn vào ơi, thế này thì mình điều khiển kiểu gì? Bây giờ mình chỉ nhìn mỗi từ đây thôi các bạn ạ. Em lăn chuột lại đi. Không phải. Em nhìn bị thấy sao chưa? Rồi, em bị lag à? Góc nhìn của em tận đây. Ở đây nhưng mà em cái người kia tận nào, kia. Em bấm vào nút nào nó chuyển đổi góc nhìn sao ấy. Đây là bây giờ anh sẽ phải đi vào đây. Thu thập tất cả những cái giấy tờ, tài liệu này. Rồi mình về nhà mình rồi các bạn ạ. Đây nó thu thập tự động, nó để cho anh cái thùng ở đây này. Ừ. Sau đó anh mang cái thùng ra ngoài xe. Xong rồi chở ra cho ông tiến sĩ. Đấy, ông tiến sĩ sẽ cho mình tiền. Bạn ơi, rõ ràng là xe có thể chở được nhiều hơn nhưng mà không, nó không chở cho mình. What? Ừ. Bây giờ mình thử xuống thế nào. 0 chứ 90. Đây lại thùng nữa này. Tài liệu này, thu thập luôn này. Nói chung căn cứ của anh cứ như xây này là nghiên cứu ra, bọn zombie này nghiên cứu được hết. Rất là mạnh rồi. Thu thập tất chắc cả mọi thứ. Chắc lại có thêm thùng rồi. Đấy, vứt thùng ở đây luôn. Nè, còn có chế độ thu. Đấy, thu, có cái thùng kìa. Thu thập tự động mà ông. Đấy, nó sẽ để vào bàn này cho anh. Ừ. Hiểu không? Đấy, rất là hiện đại. Bây giờ anh đi xuống tầng dưới, nâng cấp hết luôn để xem nó có cái gì dưới. Ui dồi. Nhiều tài liệu đấy. Nhiều tài liệu quá các bạn ơi, toàn tài liệu. À, mình chẳng có gì để chơi các bạn ơi, mình nghèo quá, không có tiền, không có gì hết, suy sụp tinh thần. Mở hết luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở hết luôn. Có cái gì trong trò này mình mở hết luôn. Mình quá nhiều tiền các bạn ơi. Ôi. Phân tích UV này, máy phân tích UV các kiểu luôn này. Đấy, chúng ta sẽ nghiên cứu xem bọn zombie này nó có cấu tạo như thế nào. Ghê không ốc? Ghê. Ghê bình thường. Thôi mình đi về các bạn ơi. Còn bên này là mình nghiên cứu trí não nha các bạn. Độ thông minh của bọn zombie. Đấy, sau đó nó sẽ lại thu thập tài liệu. Bỏ vào đây đi cho bán mình. Đi bán đi, đi bán đi. Đầy tiền giờ. Mở hết luôn. Mở hết luôn, mở hết luôn. Ok. Sai. Full luôn. Hệ thống thu thập tự động luôn đó các bạn. Xong luôn. Quá tuyệt vời, full luôn rồi. Bên hình thuê em làm nhân viên đi, em đi thu thập đi. Ok, anh thuê ốc làm nhân viên xuống lấy cho anh mấy cái hộp, mấy cái thùng này lên đi. Không, em không lấy được cái thùng đấy. Không lấy được à? Ừ, kiểu như đấy là sản phẩm của anh rồi nên là em không lấy được. Bây giờ anh thử mang ra. Nhân viên ăn hại.
Đạp xe 30 km/h. Đây, xe bảo. Thế nhà mình đâu nhở? Mình đi một vòng lại về nhà Bê Quy Thành là sao? Ok. Đi một vòng bây giờ là ốc muốn sang nhà anh ở vì nhà anh quá hiện đại. Hình như anh nâng cấp full rồi ốc ạ, không còn gì nữa đâu. Thế hết rồi à? Ôi giời. Nhìn này, còn gì nữa đâu mà nâng cấp. Thế cho ít tiền để em về nâng cấp nhà em. Cái gì dám anh cho ơi? Cho được anh cho luôn, bây giờ anh quá nhiều tiền này. Tiền anh tiêu là anh mở full hết, không còn chỗ nào để mở nữa rồi. Ôi các bạn ơi, mình không có lấy một xu $112 từ đầu đến cuối. Ôi giời, anh nghèo rất mùng tơi à. Ok. Mình vừa lấy nhầm cái thùng này sao? Rồi rồi. Bây giờ mình sẽ mang ra cho tiến sĩ nào. Ôi ông ơi, xe bay lên trời. Hả? Xe đã bay lên trời? Eo ơi, có từ đây ra kia mà cũng lái xe ạ. Lái xe để còn chở hàng chứ không? Trời ơi. Ai trời, oai chưa. Bây giờ mà đi xe đến thì em nghĩ nào à. Ow! Mình chết to rồi các bạn ơi. Ai làm gì em ốc? Zombie khổng lồ tấn công. Chết to luôn. Sời, bà lấy tiền luôn, hết luôn. Quá nhiều tiền rồi các bạn ơi. Thôi là lên xe đi về. Chào tiến sĩ tôi về đây. Tôi đi xe giật lùi cho nó oách. Nhà tôi quá gần. Ảo thật đấy. Thế anh nghiên cứu để bọn zombie làm sao mà ấy được anh. Xe mua đắt nhất rồi nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái khu mình nâng cấp này. Có hàng rào bảo vệ, có thể ngồi đây để bắn bọn zombie nếu mà bọn zombie tấn công nhà của mình. Đấy, nhà của mình mặc dù là có tivi, sofa đây, mọi thứ đây mình nâng cấp hết rồi. Tài liệu này, máy thu thập tự động các thứ có full hết luôn này. Full sạch nhá, chỗ này không có gì để nâng cấp luôn. Súng ống các kiểu. Những nhà nghiên cứu làm việc quá nhanh đến mức độ mà mình thu thập còn không kịp. Ôi giời ơi. Mình là người nghèo rồi các bạn ơi, mình phải đi bộ. Đấy, đi bán. Bên dưới này là nghiên cứu. Anh cũng nâng cấp hết rồi. Không có chỗ nào chưa nâng cấp nữa các bạn ạ. Vậy là trò này như anh phá đảo rồi còn gì nữa đúng không? đúng rồi. Sợi, chỉ quá có vị. Em là không phá đảo thôi. Tiền anh vẫn còn dư rất nhiều luôn nha các bạn. Lạc rồi, không thấy tiến sĩ đâu để bán. Đấy, còn súng này thôi. Chán luôn. Ốc gọi là bất lực các bạn. Bất lực quá. Mình sẽ bật cửa laser lên để bọn zombie không vào nhà mình. Rồi. Để xem trời tối hôm nay bọn zombie có tấn công không. Nhưng với khẩu nó không tấn công đâu. Sáu nòng của anh như thế này thì bọn nó gọi nhìn thấy chạy mất dép. Quá chuẩn luôn. Rồi các bạn ơi, mình nghĩ là cái khu gọi là xây căn cứ ở ngôi nhà của mình để nghiên cứu zombie đưa cho tiến sĩ để giúp người ta có thể tiêu diệt được bọn zombie này, mình đã xây hoàn toàn gọi là kiên cố và gần như là nâng cấp hoàn toàn là 100% rồi, không còn gì để nâng cấp nữa các bạn ạ. Mình thì không muốn cho trò này nữa đâu, mình bất lực rồi. Rồi còn nhà của ốc thì gọi là bây giờ sang review vườn không nhà trống của ốc được không? Được. Nha các bạn ơi. Anh sẽ cuốc bộ trên đường, anh sẽ đi săn zombie luôn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhà của ốc mình nghĩ là chưa có cái gì. Có mấy nhà nghiên cứu rồi. Nhà của anh thì quá đẹp tuyệt vời, các bạn đã không có gì để nghiên cứu nữa. Rồi đi vào rừng rồi các bạn ơi. Đến nơi chưa? Sắp đến rồi, đây một xíu. Đây này, có zombie đây này, zombie đứng ngay trước cửa nhà em, speed đi đây này. Con nào dám đứng trước cửa nhà em, anh tiêu diệt nó luôn. Đâu? Nhìn thấy Bê Quy Thành rồi, ê, em ở đây này, đây này. Đâu? Con đây, zombie đây, đây. Nào? Ôi rồi, nhà ông Vân gọi là nhà fan, chả có cái gì. Đây, đi vào đây, cho xem, này. Dục đời luôn, đấy giận đầu. Chị giới thiệu các bạn, đây là căn cứ nhà ốc, chưa có cái gì. Xuống tầng dưới có rồi. Xuống tầng dưới có vài người nghiên cứu, ôi giời ơi. Hết, vâng xin thưa các bạn là hết sạch, chẳng có cái gì cả. Đây có chỗ để súng đây. Ai à, có hẳn khẩu bazooka đây. Thì đấy, mua bằng Robux. Ôi giời ơi. Tiền không có. Ôi giời ơi, chịu rồi các bạn ạ. Có hẳn một khẩu bazooka nhưng mà nhà nghiên cứu chả làm gì cả. Rồi các bạn ơi, có lẽ là bây giờ mình dừng video tại đây thôi. Các bạn thấy ai là gọi là có khu căn cứ, có cái trạm nghiên cứu gọi là đẳng cấp nhất thì các bạn bình luận dưới nhá. Còn bây giờ chắc là bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn video sau, bye bye. Bye bye. Trò này mình hóa đảo rồi, mình xây hết mọi thứ rồi. Nhưng mà vẫn hơi khó hiểu, chưa hiểu là mình nghiên cứu đấy để làm gì. Các bạn biết bình luận dưới nhá.